Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh mình Cao và mình là Dragon Online. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người cách chuyển tiền cực kỳ đơn giản trên và hiệu quả trên một app Dragon Online. Còn app này là có lợi cực kỳ nhanh như anh em và anh em chơi game và làm và rút thì thấy yên tâm hơn. Chút lại anh em, chút lại 5 cái mẹ
thế, phải mệt luôn kìa. Lụm ngay, lụm ngay, lụm ngay. Bắt đầu chứ. Đây là 10k rồi. 55, 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
Mọi người xem video để cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Vót qua trên. À kìa, cáu ghê. Muốn bắt đầu cứ lót tay chốt lại rồi nha. Ơ kìa. Cái chốt lại cho nhiều người. Anh em. Ok. Tích 3 số 4 anh em. Hôm nay mình sẽ áp dụng thủ thuật. Còn anh em này muốn chưa cảm nhận, chưa tải con game ấy thì lên game mình để cho chúng mô tả nha. Anh em nhanh tay tải game về và áp dụng thủ thuật này nha. Nhanh tải game bài để đem ra lúc cho mình. Mình sẽ tặng anh em gift code nhanh tay. Gift code để nhanh tay áp dụng thủ thuật này nha. Ok, bye bye anh em. Anh em nhìn video tiếp theo của mình nha.